Ủa? Em vô lại phải không? Ừ. Vô lại giùm em mấy chị, sao tự nhiên mày văng ra rồi? Vô được không Ngọc? Vô được không chị? Đang vô. Tự nhiên áo. Giờ không thấy ai luôn. Em bấm phát lại, đang vô phát lại. Mới bật thông báo cái like now nè. Like này mới nè. Trời ơi sao kỳ vậy, bị văng ra rồi. Mấy chế ơi, mấy chế vô giùm em á. Mấy chế vô lại giùm em ơi. Vô lại chia sẻ lại giùm em á. Trời ơi, nãy giờ công đoạn chia sẻ cái mấy chị. Cái bị nó bị rớt mạng. Nó bị rớt mạng nên nó văng lai ra rồi. Chia sẻ lên giùm em đi. Chia sẻ vô lại đi. Vô lại giùm nha mọi người. Chia sẻ giùm em. Trời đất ơi, tự nhiên. Tự nhiên cái bị văng ra thì cùng. Thấy em à. Mọi người ơi, em bị văng like rồi, mọi người chia sẻ lại với em ơi. Tự nhiên bị out ra luôn rồi. Chị cục quá ta. Thấy Phương Lan nè, thấy Lạc Huy, thấy Linh Trúc nè. Mọi người chia sẻ lại giúp em nha. Chào Vô Phương nha, chào Vô Phương nha em. Vô Phương hàng có Vô Phương đi rồi nha. Rồi mấy chế ai đang xem chấm một chấm tương tác giùm đi, ai đang xem chấm chấm tương tác nha. Em bán mấy cái thằng bơm lúc đầu này lên cho nó nhanh thôi. Kỳ với ta. Chị Sen Hồng đang bình luận bài viết cũ rồi. Chết rồi, chị Sen Hồng hết thấy bình luận bài mới rồi. Em chào mọi người nha, mọi người chia sẻ like lại đi. Chia sẻ like lại đi, em bán mấy cái thằng bơm nhanh. Em bán mấy cái đồ đầm, hôm nay đầm nha. Đầm váy chị Sen Hồng. À đúng rồi chị, mạng yếu hả? Lên 100 view hôm nay em bán đồng giá 85.000 nha. 85.000 set nha mọi người. Set hôm bữa bữa nay về set mới đẹp lắm mà chưa khui ra được. Đầm len cũng rất là nhiều luôn á. Mọi người chia sẻ like nhiều đi ha. Chào chị Sen Hồng nha. Chào chị Sen Hồng. Rồi chia sẻ like nhiều cho em đi nha. Em bán mấy cái đồng tiền giá rẻ cho mọi người chia sẻ like luôn ha. Mua trên 100.000 giùm em, tặng cho em đi đơn. Lên 20 người đi, em bắt đầu bán nha. Lên 20 người em bắt đầu bán cho nhanh mấy cái này nha chị. Rất là nhiều hàng bơm bị trả về luôn á. Mấy chị rảnh coi. Đây nè, chị Tạ Ngọc Phương Lan nè. Hôm bữa mua còn bày đặt hỏi sỉ mua xong rồi giờ. Một cục ở đây ha. Rồi lên 20 view đi, em bắt đầu bán luôn nha. Ui, tự nhiên bị văng like kỳ cục đi trời. Áo thun hả? Áo thun không có. Cái này là đồ bộ á Du Phương ơi. Áo thun không có, áo len. Áo len với set nha. Đầm em đang mặc, đầm công sở, dạng công sở. Dạng công sở rất là đẹp luôn á. Mọi người vô sớm phải giá 180 tới 220 á. Bây giờ em bán 130 thôi. Ai chia sẻ lên 100 view á. Em bán 101 á nha, đồng giá. Kỳ vậy. Mọi người đừng có gọi lúc em đang like biết chứ. Đang like gọi bị văng like. Chào Phương Yến nha. Tự em chia sẻ em luôn. Rồi mọi người chia sẻ lên 20 view đi, em bán mấy cái này cho nhanh nè. Nhiều hàng bom quá trời luôn nè. Dạ, xong cái cục này em đứng dậy liền chị. Xong cái cục này em đứng dậy liền ha. Xong cái cục này em đứng dậy liền. Chia sẻ like cho em đặng em bán mấy cái quỷ này cho xong đi. Nè, đồ bộ 65.000 á. Đồ bộ 65.000 bây giờ bán luôn 55.000 một bộ nha. 55.000 một bộ nè. 55.000 một bộ. Ai lấy đồ bộ thì comment giùm em là bộ xanh nha. 55k. Đây 55k nha, bộ xanh nha. Mạng đúng rồi. Mạng bị kỳ cục quá. Rồi ai chia sẻ em mới bán được mấy cái này giá này nha. 55k. Áo khoác len có nha chị Sen Hồng. Áo khoác len có nha chị. Rồi ai lấy bộ comment giùm em là bộ xanh nha. Bộ xanh 55. Bộ xanh 55k. Chú xe em đứng lên liền. Chú xe em đứng lên liền. Bộ xanh 55 nè. Chào Nguyễn Lan nha. Chào
Nguyễn Loan nha em. Mọi người bắt đầu chia sẻ like cho em. Em chỉ bán mấy cái này cho mấy chế chia sẻ thôi nha ha. Rồi em này nè, 49k luôn. Ai lấy 49k comment giùm em là lem hồng 49k nha. Lem hồng 49k. Cái này mặc khoác cũng được, mặc khoác nhẹ cũng được, mặc ở trong mặc thêm cái áo dây hay gì cũng đẹp nha mấy chế. 49k nha. 49.000 cái áo này luôn. Chia sẻ lên view cho em nha mọi người ơi. Trời ơi đồ bộ. Chân váy xin màu trắng không có nha Trâm Lam. Chia sẻ tiếp nha. Rồi đồ bộ. Ai lấy Kitty sáng thì comment giùm em là Kitty sọc đi. Kitty sọc nha, 55k. Hôm bữa bán 65.000, bây giờ bán 55.000 luôn. 55.000 Kitty sọc nè. Đồ bộ bây giờ quá trời đúng không chị? 59k hả rồi. Cái gì chị? Cái nào 59k? Em không có cái nào 39 hết trơn á, cao lên nãy là 49 nha chị. Rồi, áo vàng này. Áo vàng này 20k, ai chia sẻ mua nha, ai chia sẻ mua. Áo này là áo thun 20k nha, ở trong đây in hình nha. Thun 20k ghi giùm em là 20, đặng em biết cái nào nha mọi người. Hồi nãy bộ Kitty xám rồi, bây giờ là sọc Kitty hồng nè. Kitty xám rồi, bây giờ sọc Kitty hồng 55k nữa nè. Cái này con khỉ rất là đẹp. Thun 20 bà lật thi một cái nè. Rồi con khỉ rất là đẹp nha. Con khỉ hồng 45k. Ý lộn trời ơi 55. Ai lấy thì comment khỉ 55 giùm em nha. Khỉ 55. Xong. Hoàn hình 20k. Rồi chị.